Thưa quý vị, 2024 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế và ảnh hưởng tới thực hiện dự toán ngân sách. Song với sự nỗ lực quyết tâm của ngành thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng của năm nay vẫn đạt được kết quả ấn tượng, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tháng năm 2024, thu ngân sách của thành phố Vũng Tàu đạt hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán và vượt 3,3% chỉ tiêu đề ra. Kết quả này do Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu, Côn Đảo đã triển khai nhiều giải pháp, đồng hành với người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ để thuận tiện hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Hôm nay tôi lên đây để thay đổi về cái điều chỉnh bổ sung cái thông tin về thuế. Thì được công chức ở đây hưởng được rất là chi tiết mà nhiệt tình, được bên công chức thể cập nhật đầy đủ chính xác theo cái yêu cầu của doanh nghiệp. Tôi tới đăng ký thuế ở Chi cục Thuế Vũng Tàu và trong quá trình làm việc thì các bạn cũng hỗ trợ nhiệt tình và để cho hoàn thành giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh của tôi. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, Chi cục thuế thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua cái khó khăn, ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh, sẽ thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế với thủ tục là đơn giản, kịp thời, khai thác nguồn thu trong các lĩnh vực như là thương mại, điện tử, dịch vụ, ăn uống, lưu trú, vận tải, xây dựng cơ bản, bất động sản, cương quyết thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, áp dụng kiểm tra người nộp thuế. 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý thực hiện hơn 50.300 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán pháp lệnh và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng ghi nhận là toàn tỉnh có đến 9 trên 16 chỉ tiêu thu vượt dự toán pháp lệnh. Để đạt kết quả này, toàn ngành thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung triển khai các giải pháp về quản lý thuế, tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung rà soát, quản lý, khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngành thuế còn nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Hôm nay em có ghé cục thuế để mà nhờ hỗ trợ về thủ tục quyết toán thuế, thì được hai công chức thuế cũng hỗ trợ nhiệt tình với lại hướng dẫn cũng như là giải đáp các thắc mắc, thì thấy cũng rất là ok. Về thái độ phục vụ thì mình đánh giá rất là cao. Về các cái thủ tục hành chính thì mình cũng cảm nhận là bây giờ đã có một cửa rồi, cho nên các thủ tục hành chính thì rất là tốt, nhanh, thuận tiện cho các doanh nghiệp. Năm 2024, ngành thuế tỉnh được giao chỉ tiêu thu 63.970 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, trong những tháng còn lại của năm 2024, ngành thuế sẽ quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp để tạo nguồn thu bền vững.